Xin chào người đến kênh phong vụ 2367 của mình. Anh em sẽ lên người rộng hơn nhau rồi. Bữa là lên kính lão này kia nhưng mà nay rộng hơn nha. Kính lão cũng có nhưng mà có thằng thùng. Mới gom được nữa với lại mấy cái kính mà sót và mấy cái video trước của người. Nhưng mà xíu nữa em lên bán cái đó thì em bán thanh lý nha. Còn không có thì buổi sau em chịu khó ngồi em lừa lại tiếp. Còn bắt đầu mua thanh lý thì chúc em lên để bán thùng luôn. Cả kính lên tình thôi. Đang chọn từng cái là cái một người mà đang chọn quại quá. Đấy, bóc 2222 bóc cả này, nó nhìn được chút bóc con này. Cứ hai cái 100.000 nha mọi người. Video này thì không bao ship. Không bao ship nha. À, chỉ áp dụng đơn bao ship chuyển khoản trên trên 300 thôi nha mọi người. Trên 300.000 chuyển khoản bao ship. Đó. Như những cái video trước ha. Số điện thoại liên hệ thì trong phần tiêu đề cũng như số Zalo nha mọi người. Rồi em bắt đầu video luôn. Thì kính năm nay thì em mấy cái rộng cũng có mấy video trước còn rồi, còn khá đẹp thì em sẽ giảm giá lại bớt mọi người. Đó, thì chuẩn bị khoảng năm đến 10 ngày nữa hàng mới về, đây em sẽ dọn nhà. Con đóng kia thì chút em lên sau nha, lên mấy cái này trước. B1457. Tại vì hàng chuẩn bị về nhưng mà rộng còn nhiều quá. Ninarissi nha mọi người, mã của nó là 5565. Dây mắt này mới tinh luôn, rộng này còn khá mới mọi người ha. Con này bọc vàng rồi nha, bọc vàng 18k, tỷ lệ là 1/10. 1/10 nha. 1/10 nha mọi người nha, 18k. Đó. Thông số 54-14-135. Tiếc là rộng này là rộng nữ ha, con này mà rộng nam thì em bán sẽ có giá hơn. Ngang 130 nha mọi người, ngang 130. Dòng khá là mới nha. Nó bọc vàng nha người, nó có phủ một lớp sơn hồng nhẹ nhẹ. Cái này lấy rộng thôi nha. B, mã này cái hiệu B nha người, B phở. B1457 ha. Bọc vàng 8k. B2 170k. Con này là dòng Rodenstock nha người, của Đức. Sản xuất tại Nhật nha. Rodenstock nè, Titanium, dòng Titan nha. Nhưng mà form nó thì hơi kén khách nữa. Đợt trước em bán như 270 sao. Đó. Lâu lắm. Bên này lên video lâu rồi. Thì xả nha. Cái này càng nó có xúc nhâm CCT à, không có sức lớn nha. Rồi này. Người về đánh bóng rồi làm đẹp nó lại. Không bỡ vỡ mọi người nha. Thông số là 5117 ha. Càng của nó là 135. Ngang của nó là 134 người nha. 134. Trần nó thì cao khoảng 26. Đó, cái này chắc nữ đeo rồi. Nam mặc nhỏ vẫn đeo được ha. Ok. B2 170. Rộng thôi nha mọi người. Video hôm nay chỉ là rộng thôi. B3 200k. B3 200 ha. Con này rộng thương hiệu là Louis Century. Rộng Titan nha, thông số là 5617-140. Rộng treo ha, màu nha. Nước sơn, đây là nước sơn thôi nha mọi người. Nên mấy cái dâm sơn ti này mọi người có thể dặm sơn lại. Từ dặm dễ ha. Này, còn phía sau sơn nhám của nó thì còn khá là đẹp. 200k, rộng Titan nha. Con này ngang nó 145 nhưng mà người nên biết này nè. Nếu một người mặc mà 140 chúng em đâu, vẫn đeo được những cái gọc 145 này bình thường nha mọi người. Nó cái càng nó sẽ hơi quặp cái này vô tay mình này, nó cũng không có rộng lắm. Em thấy nếu mặc em đeo 140, này 145 đâu, đeo vẫn thấy bình thường. Không ảnh hưởng gì mấy mọi người. Hầu như không ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng gì mấy nữa. Nó cũng không có rộng lắm nữa. Thấy bình thường mà không có rộng lắm mà thoải mái. Khi mình sát thái dương thì phần này nó vẫn sát thái dương mình này. Nên nó không có rộng phần đây. Đó, đây nó bóp vô lại. Thành ra nếu một người mà đang mặc mình đang đeo kính 142, 140 à 145 thì đều đeo được cái này nha. Nếu mà khi một người đang đeo 142 người đi kìm đúng chuẩn của nó mà vừa ý mình rất là khó. Rất khó trừ khi ra cửa hàng lựa thôi. B3 200k. Nhưng mà miễn sao khi đeo cho mặt thoải mái là ok ha. Như cái này 145, 140, 142, 145 đeo thoải mái. B4 190. Con này cũng gọng titan nha. Đó.
in ra banh này. Cái phần con này thì phần càng của nó thì nó phần chỗ tai này người, nó có lão hóa nhưng mà nó không có nứt nha, không có nứt tét. Bán này 19 dòng treo ha, đó, dòng treo nước sơn còn đẹp hơn kia xíu, sơn khá ok. Con này ngang 142 không được, 140 con 2 cũng ok ha, 37 cũng được, thoải mái mọi người nha. B4 109 B5 200k. Con này cũng gọng treo luôn, gọng titan luôn nha. Thương hiệu là Sergio Tacchini. Có mã đầy đủ nha mọi người. Gọng titan nha. Con này là titan, chất liệu titan nhẹ, không bị kích ứng da. Xong số là 55 20 150. Khá là lớn ha. Con này chừng ngang chứ còn khoảng 145, 142 ha. 142. Càng nó rất là dài, 145 là nó vập ở đây xuống luôn nè. Ngon, đeo thoải mái mọi người nha. Thoải mái ok. Mặt con này 145 vẫn đeo được mọi người. Con này dưới con đây. Mấy con này một mặt 145 trở lại là được hết. B5 200k. B6 202. Cái này là giọng mới nguyên từ cái lợt lô rất là lâu rồi ha. Rất là lâu rồi. Preset này. Nguyên lô giọng màu mới như này mua rất là cao nha. Đó, bán hết rồi, còn sót một con hai con gì đó thôi mọi người. Đó. Như còn một con này kèm một khói ha, một xém tro chứ, xém tro. Thông số trồng đó là 52 nha mọi người, 52 15 142, còn xém tro ha. Chiều ngang của nó là 142 thằng này, cái này 145 bằng đeo bình thường nha. Chiều cao trồng của nó là 37. B6 220k. B7 200k nha. Con này cũng gọng titan luôn. Đó, gọng treo titan nha, màu ánh như này gọi ánh gì, ánh hồng nha. Ánh hồng, ánh đỏ, ánh hồng. Đó, gọng còn khá là mới nha. Gọng treo khá mới dòng. Nó có hơi phai chỗ đây xíu thôi nhưng mà mình vẫn thấy bình thường nha. Vẫn nhìn vẫn rất ok nha mọi người. Con này ngang 142 luôn ha. Đó, dòng treo ngang 142. Hai cầu. Sơn còn tương đối ok nha. Cái phần tiếp xúc với thái dương nhiều nhất này nó hơi bị giấy cái màu thôi mọi người. Còn không có gì đáng kể. F7 200k. À, là B7 mọi người. B8 109 qua là 108. Con này gần titan nha. Đó. Cái này nó không phải là nó chắp đâu mọi người. À mọi người nhìn, đây là nó phủ kiểu vậy nha. Phủ kiểu như nó vậy luôn. Không phải bị mài mòn là chắp vậy nha. Bên đây cũng vậy nè. Đó. Cookie. Eder X 2002. Cái phần càng của nó trong đây nó hơi nhìn nó không được thẩm mỹ nhưng mà nó vẫn bình thường, không nứt tét nha. Đó. Sơn còn ok, màu giống màu cà phê ấy mọi người, cà phê bóng Berry nè. Đó, dây mắc Berry Pháp luôn. Con này ngang 133 nha, nhưng mà mặt bắn nào tầm 137 trở lại vẫn đeo được nha. Thử rồi phải. Mặt 137 trở lại nha mọi người. Nam đeo hai cầu, mặt 137 trở lại, cái ống titan. B8 108. B9 108 luôn. Đó, con này gồng titan nó mất hết thông số rồi mọi người. Càng nó vẫn bị lão hóa phần này xíu nè. Đó, bên đây nữa. Nhưng mà gọng còn khá là mới nha, dây mắt này kia còn mới luôn.
sơn cũng khá là ok nha. Nước sơn khói nó hơi sần nhẹ ra xíu, không ảnh hưởng gì nha mọi người. Đây ok, còn rất là hàng xi tương đối. Con này ngang 147. Thử khác. Thấy con lớn lớn này em phải chơi thôi. Để ra mắt xíu nè. Ok mọi người nha. Ngang 147 nhưng mà mặt mọi người từ 147 trở lại vẫn đeo bình thường nha mọi người. 147 trở lại thậm chí 150 luôn. Đó. Em mặc 440 mà vẫn đeo được cái này và cũng không thấy rộng hay là lúc lắc hay lung lay gì hết, rất là ok nha. B8, B9 180. Tiếp theo B10 180k. Con này mắc in rộng, mắc in xa băng nè, con này lắc cái vàng nha, lắc cái vàng thông số 55 16 130. Đó. Dây mắc của nó đây. Có mấy cái gì ở đây mà không rõ lắm, đây nè. Đó, ống dựa đây nè. Đây nè. Ha. Càng này nó kiểu dàn ống nè mọi người, ống toàn bộ luôn, ống rộng á. À, hay nè. Ngang là 142 nha. Cái này nam nữ đều có thể dùng các kính nha mọi người, nam bạn đeo được. B10 180. Mày lấy cái vàng nha, rộng rộng mà khá nhẹ luôn. Khá nhẹ ha. Những shading của C. B11 160k. Con này thương hiệu là Luster, đó, giọng Titan C. Thông số là 56-14-135. Dây mắt nè ha. Có hai miếng ốp giống kiểu hộ phách hai bên. Phong thủy cho bác nào hợp mệnh vàng nha. Nhìn như đá, không biết phải đá hay nhựa nha mọi người. Đó. Càng còn khá là mới. Này à, nam có thể là khoảng cách đeo được không đến nổi, nó tròn quá. Ngang 137 nha, ngang mặt 137 trở lại. B11 160 nha mọi người, rộng khá đẹp, to. Á, à, Việt Nam hơi to. Cái đó là y bài luôn à. B12 140. Thông số 54-17-140. Đó. Con này cái càng nó hơi lão hóa nhiều quá rồi ha. Gặm treo nha. Nhưng mà con này gặm Titan. Titan nha mọi người. Khá là nhẹ gặm treo. Nhìn con nam tính nha. Bị một cái là phần càng của nó này nó hơi bạc nè. Lão hóa vết thời gian mọi người. Nó xuống nhựa. Cái này ngang 135. Đồng treo Titan. B12 140. Rồi, tiếp theo. B13 180. Con này cũng gần Titan luôn. Đó, Titan nha mọi người, mắc hết thông số rồi mà nó trước nó mở đánh đi. Đó, trên càng nhỏ quá. Gần Titan nha. Này rất là văn phòng trí thức nè, nam nữ đều đeo thể đeo được, unisex đó. Ngang 140 nè, size cực kỳ thông dụng luôn. Giọng nhỏ mảnh, nước sơn còn rất là đẹp nha. Sơn còn đẹp. Giọng đúng chắc văn phòng, cái này cái kính cận, kính lão, kính nào cũng ok nha mọi người. Nhiều cái này cái kính râm này không đẹp nha. B13 180. Này cái kính lão, kính cận cũng đẹp. B14 207 nha. À, con đây là nó lúc mà em chưa có vệ sinh là nó có cái chữ 1/20 12k gold fill của người ở chỗ đây nè. Nhưng mà nó lại in mờ quá. À, nếu mà nó mà không bọc vàng thì em đánh nó sẽ ra cái lớp ấy luôn rồi. À. Thực chất là đánh ra nó vẫn còn vàng được ha. Vẫn còn vàng. Nó còn rất là mới nha. Nhưng mà nó mất chữ rồi, cũng có gì là chấn hết. Là bán theo kiểu như gọng thường thôi nha. Nhưng mà gọng này khá đẹp mọi người. Em vừa sinh sơ rồi. Đó, nhìn cũng khá là ổn nha. Cứng cáp. Rất cứng cáp luôn. À, dây mắt nè. Thương hiệu có chữ tên này thì em chưa có rõ rõ lắm. Nó của hãng nào.
Nhưng mà chắc chắn cái form này cũng rất là cổ đồng rồi. Đó, nam đeo ha. Form đẹp á. Này ngang chỉ tầm 137 thôi, ha, 135 37 cỡ đó. Dây mắt mắt cũng khá lớn nè. Cao 42. Rồi. 200 à sale con này luôn nha mọi người. Đúng ra con này là lúc em chưa vào sân nó có cái chữ bọc vàng á, nói chung 12 keo gon đó mọi người. Lỡ mất chữ mà mình bán mềm mọi người nha. B14 230. Dòng này cứng cáp đó nha mọi người. Không phải dòng titan, nó là dòng ấy bọc vàng. B15 170. Con này là của Thụy Điển nè mọi người. Design Swiss Sweden nè. Thụy Điển à, dòng hộp phách Thụy Điển. Này cũng máy foam này. Kiểu này chứ còn cổ lắm. Ngang 137 nha mọi người. Thử. À, đất nào mặc 135 trở lại thôi nha. 135 trở lại thôi. Đấy, cái hàng đó nè. À, à còn mở ra được. Ok, để em. Nó bị nó hơi bị chằng hàng cái này xíu rồi mọi người. Cái này bỏ lại nha, bị chằng hàng rồi. Trời ơi. Cũng quá. Tiếp theo B16 này 120 ha. Dòng còn mới tinh luôn. Rất là mới luôn nha, mới tinh luôn ha. Hai bên này nó bài vàng nhìn đẹp lung linh luôn. Phong này nữ nha mọi người. Nữ đeo đẹp. Thông số là 54 17 135, ngang là 142 ha. Nữ đeo dòng treo nha, dòng mới tinh luôn mọi người. B16 120, B17 cũng 120 luôn. Dòng titan nha, con này dòng titan luôn. Thông số là 52 17 135, nickeli. Đó, dòng khá là mới nha, sâu là màu hồng, có mấy cái bông hồng nữ đeo. Ngay cái kính mấy bác lớn tuổi, cái kính lão hợp nha. Ở nhiều người trẻ mà đeo này, nếu mà gì trẻ ở dưới 40 thì đeo này không hợp mọi người, sẽ hơi già. Ngang 140 luôn, nữ đeo ha, cho bác nữ nó mặc 137 140. Trở lại nha, bác nữ đang đeo mặc 142 vẫn đeo được 137 140 nha mọi người. B17 120, tiếp tục B18 120. Con này dòng titan B này, nó kết hợp với lại nhựa nylon nha. Titan là khung đây, đây là nhựa nylon rồi. Đó, nó khá là dẻo. Không có dẻo như mấy cái dòng của Hàn Quốc nhưng mà cũng khá dẻo nha, khá dẻo. Nhẹ lắm. Một 147 nha, bên trong đó là 137 thử. Rồi, con này cho bác nào mặc từ 142 trở lại nha mọi người nha. 42 thôi nha, nó 147 đo hết tổng nhưng mà mình chỉ mặc 142 trở lại thôi. Dòng treo và con này nam đeo được nha. Nam vẫn cái kính rồi. Titan ngoại hình tương đối đâu, cái này bằng có vết lão hóa nhưng mà còn tương đối ok nha. B18 120. Rồi tiếp theo mã B19 120k. Con này dòng titan nha, là toàn bộ dòng là mình titan hết, nào tất cả titan trừ phần nhựa thôi nha. Dòng cực kỳ nhẹ luôn, còn khá là mới nha, mới tinh. Con này kiểu này thì bác nam mình vẫn cắt đeo được mà không nam tính lắm. Ngang là 135 mọi người nha, ngang 135. Giống rất là mới. B19 120 nha. Chiều cao là 35. B20 240.
con này của Tết Nốt nè, à Tết Nốt, càng nhiều người đánh mới lại với em. Con này là Titan kết hợp với tơ ni lông rồi đó, ni lông chắc là phần càng đây ha, càng này giống cái con nãy không rồi, càng này, à. Càng này không phải bằng kim loại nha, nhựa nha, rồi. Tết Nốt tơ này ha, tên logo nó in chim luôn, form này văn phòng, đó. Nam mà dưới 40 vẫn đeo được con này nha, đó. Mọi lứa tuổi đều ta đeo được cái gọng rất ok luôn, ngang của nó là 1.40, 1.41, 1.40 thôi nha, 1.40, này đang cần đó, đang cần, thông số là 54, 17, 1.40 luôn. À, trồng đã cao 34 rồi. Đó, còn tương đối ok này, em mới Tết Nốt hàng thương hiệu nha, B20, 24, B21, 120k. Con này Chapman gì đó, Chapman gì đó, đó. Mã là CH2255, thông số là 52, 15, 125, cái nữ nha mọi người, ngang 130, gọng khá là mới nha, mới tinh. B21 120k, B22 120 luôn. Đó, con này gọng nè, trồng gọng con khá là mới mọi người nha, khá là mới. Gọng Titan nha, gọng Titan này. À, thông số là 55, 14, 135, chiều ngang con này tầm 130 nha, 132 nha mọi người, ngang 132, nữ, bức sơn còn đủ hết nha. Ờ, bác nào nữ mà nó là mua gọng được lợi ha, gọng nữ quá trời dữ. B22, 120, chuẩn bị tới khúc là sắp làm biến rồi mọi người, chút là cứ bóc hai con làm bán, chút là tới khúc cuối là ngán là bóc nguyên thùng. Thông số là 56, 16, 135, màu hình tương đối nha. À, thương hiệu này, hàng mấy hàng thương hiệu này. Cái cầu bên cái càng mắt nó rất là đẹp, ngang 140, nữ ha, khả năng con mắt này nam, mắt nào mắt nam mà vẫn đeo được nha, trung niên vẫn đeo được. B20, B23, 120, không đẹp hả? Cái hệ đâu vẽ đâu, bắt đầu vẽ mà sao bỏ vẽ luôn. 24 chưa nhỉ, 24 rồi ha, 24 chưa. B24, 120, con này rộng Titan B nha, Titan Beta B nè, thông số 55, 15, 135, gọng một máy tinh rồi, đó, nữ, bắt nữ được mua gọng rẻ nha, trời, quá trời đẹp luôn. Nó thì cho mấy cái gọng nữ trăm mấy em người ra tìm mua, nếu mà cái gọng sàn sàn kiểu này mà Titan ấy cũng phải rẻ lắm chứ cũng phải 300-400 em nghĩ vậy. Mà đây hàng thương hiệu này kia luôn. À, nó có thể ba mấy có thể mua kính, mua gọng hay gì đi cách. B24, 120, còn mới luôn. B25, 120 luôn. Con này gọng Titan, thương hiệu của nó là Kashi Shimaru gì đây. Rồi, hai trồng chất lượng này, trồng này thì tinh này cũng rất là lâu lắm. Xưa nhặt cũng đồng đeo thì tinh thôi, xưa kính mình đa số thì tinh rồi. À, nhìn là biết thì tinh rồi. Con này bán gọng thôi nha mọi người. Này là trồng lão nhưng mà em bán này em không có đo đâu. Nó lọn. Ngang 137. Màu hồng khá mới, nữ, 120k. Tính ra trồng thì tinh hay ca hay gì đó thì nó cũng có cái lợi thế của nó rồi, nhưng mà cái này nó có nhược điểm, nặng, đeo lâu nhất. Thôi giờ bán gọng xa cạ rồi, B26 100k này,
À, một cái đây dòng titan. Nói chung là nó không có bị tới mức không nhận logo quen đó nhỉ. À, Nike. Còn ngang một con mương nè. À, con này chất nữ rồi. Ngang một 30 nè. Hai con 100k nha mọi người. Đó, dây mắt này kia đầy đủ. Nói chung mấy con này nếu mà nó có sờn nhẹ thôi nha. Và cũng đánh lại là ok thôi mọi người. Bây giờ tới lúc làm biến rồi. Bán đại hai con 100k. Video này không có bao ship đâu nha mọi người. Đơn chỉ đơn trên 300 thì khó mà bao ship thôi. Còn nếu mọi người mà đơn ít tiền rồi nè. Muốn bao ship á thì em sẽ hỗ trợ 13.000 nha. Ví dụ phí ship trung bình một đơn là 28.000. Nếu mọi người chuyển khoản thì chuyển thêm 15.000 nữa bao ship ha. Chứ còn đơn dưới 300 á cũng có nhiêu tiền rồi. Bao ship đây nó rụt họng. Bữa thì xả, mấy kia thì nó xấu quá, xả được. Mà cái nào cũng xả hết là xỉu luôn. Nè, gọng đây cục Cure. Đó. Gọng đây gọng Titan nha. Ừ, nó cũng hơi con số một tróc sơn này, người về tải cái này đi đánh đi. Là đẹp như mới liền. Giờ tới độ anh em làm biến rồi, nhiều quá rồi. Ngang 137. Về mọi người cũng thể lấy phụ tùng à, ok á, à, 140. Nữ nha. Còn cái này kính kính. Còn cái này là kính mát. 100k. Mã B27 á. Rồi mấy cái đây em tăng tốc nha mọi người, tăng tốc đây. Rồi giờ cứ từ mấy mã đi rồi đây là 100k một mã nha. 100k một mã. Con này gọng treo này. À, nói chung là nó còn ok hết, bạn lên này kia ok hết em bán nha. Còn bị cong quẹo thì em không bán. 150. Con này cũng gọng treo luôn. Rojan Club nha. Ngang 137. Gọng treo con này nam cái kính được. Vì mình cắt vuông lại được. B28 100k. B29 100k luôn. Ồ, cái dòng này còn khá là ok nè. Dòng thường không phải dòng titan nè. Đó, dòng làm thủ công của Nhật luôn. Gịt handmade. Ngang 135. Dòng này còn mới. Dòng này nữ nè. Cũng còn khá ok nha. Sao rẻ dữ ta. Thông số mất hết rồi. Không biết phải titan hay gì. Bán đại. Ngang 135. Này đẹp quá. À, bằng lê hôm nay nó hơi bị dính nên uống lại. Về người tự uống cái đây là nha. À, nó dính lên nè. Người không thích thì bể cũng được. Bể bên đây rồi mình bể bên đây cho nó đều. B29 100k. B30 100k. Gặp nó thiếu cái trăm này. Con này gặp titan nha. Titan này, nó hoa quá trời, còn mới tinh. Nó thiếu cái trong zin đó mọi người, về cửa hàng nó cắt kính đó, thì nó sẽ có dưỡng hết, người yên tâm nha. Nó là dưỡng mới mọi người. Ngang 130. Con này mới tinh nè. Mới tinh luôn, con này như là của Wonder. Monber này. Này tiếng ngang tầm 130 rồi. Rồi. Hai con. B30 100k. B31 100k luôn. Này về cho con gái cái kính cận được, rộng mới 100 mọi người. Giá bán 11.000 yên này. Đó, hai cũng khoai không rẻ. Ngang 135. Càng là hơi bôi dầu mới thì hàng mới. Một cái đây nó về cái kính cận. Ngang 135 luôn. Hai cái 100k nha mọi người.
V31 100k. B32 100k luôn. Cái này gặm đúng gặm titan nó nhẹ tơ. Con nữ con này ngang 130 nha. Con này ngang 140. Rồi. Ngang B32 100k. Trong máy này giờ bán gì thì nó bán không được thì để chắc lấy phụ tùng thôi mọi người. Không như mọi người mà về cắt kính được thì ok. Phụ tùng hoặc là sau này nếu ví dụ mà em cắt kính mọi người có nhu cầu thì cắt cho rẻ thì cắt trên những giọng này nè. Ha. Tiết kiệm tiền. Nhiều khi em thấy những giọng này cũng đẹp nó không đẫn. Titan luôn mọi người. Con này màu đỏ. Mới tinh. Con này 130. Ừ, 127 thôi mọi người, nhỏ xíu. 140. B33 100k. B34 100k. Dòng nữ nè, đó, dòng này thì thiếu hai cái con dê mắt. Dòng mới nha mọi người, mới tinh nè. Máy này lắc cơ vàng hết à, nữ. Này, máy này chịu ngang nhỏ nha. Ngang 125. Ngang 130. Mấy dây mắt này dễ lắm mọi người. Mọi người đi cắt kính ra, mọi người kêu có dây mắt nào gắn cho em con, quán này không có nhiêu tiền hết nha. Phải ôm. Đầy. Dạng này nữ trẻ trung vẫn đeo được. Lớn tuổi xíu mặt nhỏ cắt kính lão vẫn ok nha. Lắc cái vàng đó mọi người. Mới tinh. B34 100k. Mà em quải quá rồi. Nhiều quá người lọc qua mốt hàng mới về soạn sâu. B35 100. Chứ để nó cứ máu gửi để lại á, cái hàng mới trong hàng cũ trong 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 lên. Mở lần dọn đuối luôn. Ngang 140 ha. 40. Dòng khoan nha. Khoan dòng kẹo gì bán 100.000 hết nha mọi người. Con này nữa. Con này ngang 130. Dòng mới này. Dòng này không phải liên kết đâu. B35 hai con 100k. Wow, 6 7 8 9 40. Rồi hai con đây nha. 100k. Mấy dòng con này em khỏi đo nha mọi người. Thực chất thì mọi người về cách nó hơi to rồi xíu cũng được nếu mà chặt con mặt mình. Này, mấy dòng này nam đeo được nè. Ủa cái dòng này hay. Thế vậy cho cứng cáp đó nha mọi người, hay. Đâu. Này nó. Này dây mắt này, chị lên chạy xuống. Rồi, 100k luôn. B36 100k. B7 100k luôn nha. Ồ, con này gặp titan luôn. Mà nó có hơi tróc lớp sơn xíu nha. Ngoại hình cũng tương đối ok đó mọi người. Đây, bên này cắn nè. Ngang 135. Con này nam đeo được rồi. Trồng rộng khá mới luôn. Ngang 135 luôn. Rồi, cặp bài trùng này 100k. B37 ha. B38. 100k luôn. Gặp titan B. Cái này gặp titan luôn. Ôi, con này cũng gặp titan luôn nha người. Còn mới tinh này. Dây mắt này hơi xấu. Mắt này ok. Cái này gặp này mới lắm. Ngang 130. Ngang 130. Hai cái gặp titan luôn.
B38 100k. B39 100k. Hai dòng thường mà hai dòng này còn khá là mới, mới tin luôn. Mới tin luôn. Con này ngang 132. Con này ngang 142 nha. Dòng này nam đeo được này. B39 100k. Rồi mã cuối cùng. B40 nha. Đó, mấy cái gọng nhựa. Trời ơi cái thùng kia gọng nhựa nhiều lắm mọi người. Em mới bóc ba cái để dơ lên thôi, tính lên nữa mà làm biến quá. Là xíu lên cái thùng này sao nha. Quay người quân thùng. Một cái ha. GC vậy này. Đó. Đứng lên này kia ok hết nha. Một cái. Hai cái. Cái này lớn nè. Ba cái. Dòng nhẹ nha. Cái này có hàng có thương hiệu hết mọi người. Dù nhỏ hay dù to thì không rõ nhưng mà có thương hiệu hết nha. 135. 142. 140. Cái này nam đeo ok nha. Nam nữ đeo ok hết. Cái này nữ. Hai cái này đều nam được. Rồi, B40 100k. Để anh xíu. Đây, tiếp tục này mọi người, nguyên thùng đây nè. Kính nói chung là nó có cần nhẹ nhưng mà mấy kính nào mà sức nặng thì em bỏ hết rồi nha. Sức nặng thì em bỏ hết rồi. Kính đây mới độ. Sao lại còn cái này nè. Ba độ này. Đất trời, clip trước, clip này, clip kia. Đây là kính lão nha, toàn bộ là kính lão hết mọi người. Lão nhưng mà còn sử dụng được và nó hai chồng nó bằng nhau nha, không có loạn, không loạn em bỏ nó hết nha. Còn lại cái này cần nặng bỏ, nhưng mà nếu một người lấy cái nào cần nặng em bỏ nó hết. Nói như mấy con này loạn bỏ nó hết nè, bên đây loạn, bên đây lão bỏ đó. Lão loạn rồi như lão với loạn bỏ ra thì giá chú là con nào mà ok thì hay trồng thủy tinh nè, ba độ nè, rộng nói chung là còn xài được nha. Này trồng thủy tinh nè, trời cơ thấy gì chứ mấy con này cũng xài được hết mọi người. Chống ánh sáng xanh này, con này chống ánh sáng xanh được 2,5 độ nè, 3,5 độ nè, trời 2 độ. Rồi nguyên thùng đây mọi người, có ai lấy liên hệ nha. 325 20.000 một cây mọi người nha. Đó, cái nào mà nó xước quá nặng thì em bỏ ra, còn ví dụ nó xước mà còn xài được thì em sẽ đổi lại. Xước quá hả? Sức quá, để em thử. Tính ra này, này đeo vẫn nhìn được các mọi người. Mình nhìn nó sức này nè, nó sức, nhìn thấy sức nhiều ghê. Nghe đeo vô nhìn bình thường nó chả ảnh hưởng gì hết mọi người, đeo vô nhìn vẫn bình thường luôn. Nó có trang rất ok. Cái lão hết nha, 20.000 một cây. Em sẽ bóc cái thùng em lựa cái nào mà nó hư quá em dục qua. Đó. Còn không cho mọi người luôn. Đó, chỉ tính cái cây nào mà nó còn dùng được thôi nha. Thì trong đây không biết nhiêu cây. Đó, con nào thích chơi thì liên hệ em. 20.000 cây. Ừ, có mấy cây kính mới lắm đó nha. Mới chỉ dùng luôn. Đó, này rồi nè. Đó. Một độ rồi này thấy chưa. Thì bỏ chung này là nó cần thôi chứ còn. Này mới tin này thấy chưa. 2 độ rồi. Đó. 20.000. 20.000 cây. Rồi các bác nào làm bên kính không thì em để rẻ đâu người, cái này 100, này toàn bộ là chồng thủy tinh đó nha, toàn bộ nó là chồng thủy tinh đó mọi người, ngày này hồi xưa của Nhật này nó chồng thủy tinh đó nha, đó nguyên thùng luôn.
đây em mua chắc phải mấy tháng rồi mọi người à, mà tại vì đúng là em không có biết, em mua lộn lúc đó mua không có để ý. Người ta nói là nó là trồng lộn không, ta mua trồng thủy tinh cao 1000 cái mới kêu nó giữ lại kho, thì không biết lấy gì, không biết làm gì hết, nên em kêu giữ lại kho, thì sau này em mới lấy về đây ha. Trời đất ơi, thùng này ha, bên Nhật gửi về luôn mọi người. Đúng là ai cũng có sai lầm, đây là một sai lầm mà để giá hơi đắt nha. Nói chung mua cũng về tới đây cũng không có rẻ lắm mọi người, nhưng mà thực sự là em không có làm những cái này, thực sự là em chỉ bán thôi. Bây giờ nó về thùng đây, thùng này là 500 cái là cả mấy cái trên bàn luôn, hầu như là 100%, không phải hầu như mà 100% là đều là lão nha, lão nhưng mà lại lọn nha, trồng thủy tinh hết nha mọi người, 100% trồng thủy tinh hết. Mấy này chắc cụ lưu sĩ rồi, mấy này là chống tâm hết rồi mọi người. Bóc từ đây ra đó ha, trồng thủy tinh hết luôn nha, nó có chống tâm hết rồi này. Mấy này là bên kính này, vớt con này bao rẻ mọi người luôn đó. Giá một cái trồng này bác nào liên hệ nha, rẻ lắm thiệt luôn á. Để không ngờ luôn, rồi giữ nguyên cái thùng này, trời đất ơi, giọng như tù lưa hết nè. Nói chung là em lọc mà nó nhiều quá, nó lọc hết mọi người, đang còn một thùng ở trong kia nữa nè, đó. Nhưng mà nó không thể nào lọc hết được rồi, có cái này cái kia làm lum la hết. Đúng rồi, trời nhóc đó, đó. Cái này thiếu càng luôn. Nó những cái này là hầu như là lọc, em lọc bỏ nó hết nè, bỏ nó hết. Còn nó còn đầy đủ bộ phận này kia thì mới tính nè. Các bác nào chơi thùng này không? Từ cái năm ngán luôn. Cái này là bỏ này hả? Cũ. Chung mà gọng mua nói gì vậy? Nó cũng hư nhiều lắm chứ không phải là cái nào về mình cũng bán được hết. Nó cũ này kia. Chưa lọc hết rồi, nhiều quá. Thì o Gucci luôn à, thiếu bằng càng đau lòng. Cái này chắc không xài nữa đâu rồi, lấy bộ phận hay lấy gì đó lấy thôi nha. Có cái còn ok phết rồi, bác nào lấy thùng này thì liên hệ em nha. Giá sao tại giờ này bán sao đó. Cái này cũng còn cây xài, nhiều cây xài được chứ không phải đâu, em lọc chưa có hết rồi, nhiều quá à, còn con còn đồ nè. Rồi nhắc nào lấy thùng này 500.000 nha, không có thì em đỡ lại sẽ lấy bộ phận này kia không ok. 500.000 gửi luôn cho mọi người cái thùng này. Đấy, còn nhiều cây còn nguyên chứ bộ à. Lọc chưa có hết mọi người, còn ok lắm đó. Năm sự viên nghiên cứu rồi mọi người, còn có em đỡ lại em lọc tiếp nha. Rồi các nào mua hàng liên hệ số điện thoại phần tiêu đề cho em đó, ai chưa mua đồng hàng nhớ thì hãy đăng ký giúp này để theo dõi video mới nhất nha.